Quá sốc, giao dịch lên đến 25.000 tỷ đồng trong vụ 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Tử Tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây là con số 25.000 tỷ đồng được phát hiện và điều tra khi cơ quan công an đã khởi tố 543 người và bước đầu chứng minh các đối tượng giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Xác định số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng, Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển 11 kg ma túy từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng. Bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Đây là phát ngôn chính thức của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 27 tháng 3 năm 2024. Thiếu tướng Mai Hoàng cũng cho biết trong quý 1, công an thành phố khám phá 813 vụ với 2019 người phạm tội về ma túy. Con số này tăng gấp đôi cả về số vụ và số người vi phạm so với cùng kỳ. Theo thống kê của Bộ Công an, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn phức tạp nhất về tội phạm ma túy. Thiếu tướng Mai Hoàng nói và cho biết lực lượng công an đã thu giữ 15,63 kg ma túy, hơn 64 kg cần sa và 249 kg ma túy tổng hợp, thu giữ 14 khẩu súng. Hiện nay tội phạm ma túy đang sử dụng phương thức mua bán ma túy trên không gian mạng. Song song với việc ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy, các lực lượng cũng đang nỗ lực làm giảm nguồn cầu đối với chất cấm này. Trước đó, lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 16 tháng 3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên có nghi vấn nên kiểm tra. Sau đó, cơ quan này phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuyếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện có 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy dạng ketamin và MDMA. Ngày 17 tháng 3, Tri Cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu với các quy định của pháp luật bước đầu xác định. Khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có người nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước xúc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên. Thiếu tướng Mai Hoàng nói, chỉ tính riêng vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về. Đến nay đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, truy xét thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng. Bước đầu chứng minh những người bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thông tin, với các tài liệu mà các cơ quan điều tra thu thập được, đến 30 tháng 4 sẽ khởi tố 600 bị can. Liên quan đến vụ việc này trước đó, trong ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên. Cơ quan điều tra xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do những kẻ buôn bán ma túy sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tình vi sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận hàng. Ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử lý hành chính 37 người, thu giữ gần 60 kg ma túy, hai khẩu súng cùng nhiều tăng vật liên quan. Cùng với đó, thiếu tướng Mai Hoàng cho hay, để ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện song song nhiều giải pháp Bên cạnh việc chặt đứt nguồn cung về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tuyên truyền về việc phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên học sinh. Thật bất ngờ những ngày qua, câu chuyện gây chấn động cộng đồng mạng, vụ bốn nữ tiếp viên hàng không bị bắt giữ vì phát hiện hơn 11 kg chất được giấu trong các tuyếp kem đánh răng tại cổng soi chiếu an ninh trong chuyến bay từ Pháp về Việt Nam đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt rất nhiều người đặt ra câu hỏi liên quan đến những bất thường ở sự việc này. Một bộ phận thì lại gay gắt nhận định rằng những người trong ngành hàng không, đặc biệt là tiếp viên như trên thì không có chuyện sai sót và kiểm tra qua loa hàng hóa được. Rất có thể cả 4 đã được cơ quan điều tra theo dõi sát sao cho lọt nhiều vụ trước, đến hiện tại mới bị bắt giữ. Một bên cho rằng bốn nữ tiếp viên này có lẽ đã bị oan khi nhận sách tay hàng về lại không kiểm tra kỹ không biết có chết cấm nên mới ung dung mang về nước. Chúng ta không thể hình dung sức nóng của vụ việc đã bị đẩy xa hơn bao giờ hết. Đặc biệt nhiều ý kiến tranh cãi cũng đã được nổ ra. Theo đó cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến như trên. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người vận chuyển không phải là bốn bóng hồng xinh đẹp với nghề nghiệp hạng sang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Ngoài ra với lời khai của cả bốn tiếp viên rằng nhận sách tay hàng về với số tiền công là 10 triệu. Vì quá mệt bởi vừa trải qua chuyến bay dài không kiểm tra kỹ nên dẫn đến vụ việc cũng khiến nhiều người không khỏi hoài nghi, cho rằng cả bốn đã cố tình gian dối. Ngày 16 tháng 3 tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nghi vấn hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về từ Pháp chứa ma túy. Đáng chú ý vụ việc này còn có cả tiếp viên trưởng của hãng Vietnam Airlines. Mặc dù với nhiều năm kinh nghiệm nhưng cô vẫn khó thoát khi bị nghi ngờ chưa đến 3 triệu một bạn để xách vali hàng hóa về. Đó là cái giá quá rẻ, nhưng lại khiến 4 tiếp viên trả giá quá đắt. Đầu tiên, hãy đi đến sự bất thường thứ nhất. Một, khảo sát trên thị trường. Giá của các loại kem đánh răng này ở Việt Nam đang sấp xỉ 100.000 đồng trên một tuyếp. Vậy số tiền thuê 10 triệu đồng để vận chuyển các tuyếp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam theo lời khai của các tiếp viên liệu có hợp lý? 2. Bản thân các tiếp viên hàng không đã được hãng đào tạo nhắc nhở về việc không được phép mang hàng sách tay từ nước ngoài về Việt Nam nhằm tránh bị các đối tượng tội phạm lợi dụng, nhất là các tội phạm xuyên quốc gia. Vậy lý do gì khiến các nữ tiếp viên gật đầu đồng ý mang cả chục cân hàng về? 3. Trong vụ việc này có cả tiếp viên trưởng là người có kinh nghiệm được đào tạo bài bản tham gia nhiều chuyến bay quốc tế thì việc mắc lỗi đơn giản như thế này có thực sự xảy ra. 4. Người gửi hàng là ai? Ai liên hệ với người gửi hàng? thời điểm liên hệ để gửi hàng, cơ sở nào để các tiếp viên có thể hoàn toàn tin tưởng đó là hàng hóa không bị cấm mang vào Việt Nam khi nhập cảnh. 5. Lý do quá mệt mỏi vì bay nhiều nên không kiểm tra hàng có thực sự thuyết phục. 6. Lời khai của 4 tiếp viên có gì mâu thuẫn. 7. Nếu xác định được tiếp viên Trần Thị Thu Ngân có vai trò cầm đầu, vậy tại sao số lượng ma túy cô này mang lại ít nhất chỉ vẹn vẹn 780 g 8. Các nữ tiếp viên cũng đã cung cấp nhiều tin nhắn qua lại giữa các bên. Qua đó, công an cũng đã triệu tập một người tại Việt Nam có vai trò môi giới để đưa số hàng từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy người này là ai, liệu có phải ông Trùm hay cũng chỉ là nạn nhân trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này? Trên đây là 8 dấu hỏi đang được cơ quan chức năng làm rõ. Những câu hỏi này cũng chính là những dấu hiệu bất thường trong vụ việc đang làm người dân vô cùng lo lắng. Trước đó vào sáng ngày 16 tháng 3, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan Tân Sơn Nhất thuộc cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nghi vấn trong 4 vali của các nữ tiếp viên hãng Vietnam Airlines. Sau đó, lực lượng hải quan phối hợp cùng công an và các đơn vị khác kiểm tra và phát hiện vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuộc lạc tổng trọng lượng 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamin, còn gọi là hàng khay, nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamin và cocaine. Một diễn biến khác, sáng ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã khám xét nơi ở của bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines là Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Nguyễn Thanh Thủy và Võ Tú Quỳnh khi kiểm tra hành lý của bốn nữ tiếp viên, mỗi người đều có hai vali sách tay hoặc một kiện hành lý ký gửi. Xem video có thể thấy, khi được hải quan yêu cầu tiếp viên đặt hành lý lên băng truyền soi chiếu, vẻ mặt của bốn tiếp viên vô cùng bình thản. Công việc này đối với bốn tiếp viên Thủy, Quỳnh, Ngân, Vân đã quá quen thuộc khi thường xuyên bay để phục vụ khách. Sau khi hải quan xác nhận, sau đó phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy của hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, cục điều tra chống buôn lậu phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh PC04 kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng. Qua kiểm tra mở vali, cắt từng hộp kem đánh răng được cất giấu tinh vi đã phát hiện ra 4 vali hành lý có chứa 8.400 viên nén và 2.080 gam ma túy dạng bột. Đến lúc này, cả bốn nữ tiếp viên mới sững sở, mặt cúi cẩm, bộ dạng lúng túng và lo lắng. Thậm chí có người còn bật khóc nức nở vì không nghĩ rằng món hàng này lại là ma túy. Đây là bốn nữ tiếp viên có liên quan trong vụ sách hơn 11kg ma túy thuộc lạc từ Pháp về sân bay tờ sở nhất. Tuy nhiên, qua quá trình khám xét nơi ở của bốn nữ tiếp viên này, lực lượng chức năng không phát hiện thêm ma túy. Làm việc với các lực lượng chức năng, các tiếp viên khai nhận, thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay tờ sở nhất trong đó vai trò của nữ tiếp viên Trần Thị Thu Ngân trong vụ việc được xác định là quan trọng. Cũng theo lời khai của các nữ tiếp viên, nhóm có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam để giao nhận hàng sách tay về nước với tiền công là 10 triệu đồng. Sau đó, số hàng kem đánh răng được chia ra cho từng người vận chuyển. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện, các nữ tiếp viên cũng đã cung cấp nhiều tin nhắn qua lại giữa các bên. Qua đó, công an cũng đã triệu tập một người tại Việt Nam có vai trò môi giới để đưa số hàng từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Có thể dễ dàng nhận thấy đây không phải là lần đầu tiên bốn nữ tiếp viên sách hộ đồ đạc, hành lý từ những người ký gửi không quay biết. Và thật không may, trong chuyến bay định mệnh này, cả bốn nữ tiếp viên đã trở thành phương tiện để những đối tượng buôn ma túy lợi dụng. Sự việc đáng tiếc trên chính là bài học cho việc giúp người nhưng hại mình. Dưới đây là một vài lời khuyên để bạn không vấp phải tình huống tương tự. Được biết một số thủ đoạn được ngụy trang khá tinh vi mà mọi người không thể ngờ đến, như kẻ xấu có thể giấu hàng cấm trong thân một chai nước suối và nhờ bạn cầm hộ khi lên máy bay sẽ lấy lại. Ngụy trang hàng cấm vào túi trái cây hoặc gói đồ ăn nhanh. Vì vậy, tuyệt đối không mang hộ ai bất cứ vật gì khi đi máy bay. Sau vụ việc đau lòng xảy ra, nhiều người cũng tự hỏi, lương của tiếp viên là bao nhiêu? Đến mức nào mà bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines phải mạo hiểm chỉ vì 10 triệu tiền công sách hộ? Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng trên một tháng. Tuy nhiên là lĩnh vực đặc thù nên tiếp viên hàng không sẽ có thêm những khoản khác để tăng thu nhập như phụ cấp theo giờ bay, chặng bay, phụ cấp về tiền ăn, tiền trang điểm, tiền thưởng theo thành tích, tiền phụ cấp điện thoại. Ngoài ra còn có các khoản hỗ trợ khác tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, cấp bậc. Thông thường tiếp viên hàng không sẽ chia ra các cấp bậc, thực tập, tiếp viên chính, tiếp viên phó và tiếp viên trưởng. Nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi trợ cấp thì mức lương tiếp viên trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 đến 10 triệu một tháng tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay. Tuy vậy có nhiều hãng hàng không trả lương theo giờ cho tiếp viên hàng không. Tiếp viên chỉ được trả lương cho những giờ bay trên bầu trời chứ không bao gồm thời gian chờ hay di chuyển dưới mặt đất. Trường hợp chuyến bay bị chậm trễ hay hủy vì bất cứ lý do gì tiếp viên sẽ chỉ được tính lương từ thời điểm cánh cửa máy bay đóng lại. Mỗi công việc đều có áp lực và khó khăn riêng, nghề tiếp viên hàng không cũng không ngoại lệ. Để có mức lương đáng mơ ước, tiếp viên hàng không cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ và phải trả qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc. Cảm nhận sự khắc nghiệt và khổ cực của tiếp viên hàng không, dư luận lại càng đau xót khi bốn nữ tiếp viên đã vượt qua bao khó khăn thử thách để được khoác lên mình bộ đồng phục xinh đẹp, nhưng giờ đây lại vướng vào hàng tá cuộc điều tra phía trước vụ việc không chỉ để lại đớn đau cho gia đình người thân của bốn nữ tiếp viên mà còn cho cả ngành hàng không nói chung hy vọng mỗi tiếp viên đang làm việc nhìn hình ảnh này có thể chùn tay dừng bước không để bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng hy vọng những nữ tiếp viên này sẽ chứng minh được sự trong sạch và minh oan cho mình trong thời gian tới Ngoài ra trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 3 năm 2024, Công an thành phố cũng đã thông tin phát hiện xử lý 1.257 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy, xử lý 165.257 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tăng 10,3% so với cùng kỳ, kiểm tra 451 lò độ chế xe. Thiếu tướng Mai Hoàng nhìn nhận công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế như một số tội phạm có diễn biến hoạt động phức tạp, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản của người dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động để nắm tình hình liên quan đến tôn giáo xã hội để tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp có thự theo sát kịp thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phối hợp đảm bảo an toàn cho các phiên tòa xét xử các vụ án kinh tế tại địa bàn. Ngành công an cũng sẽ chủ động để nhận diện sự thay đổi trong phương thức hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, tội phạm đường phố, tín dụng đen, tội phạm công nghệ, đồng thời nâng cao hoạt động của lực lượng công an cấp xã để phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở cử nhân hóa học và kho ma túy khủng. Cũng liên quan đến việc vận chuyển ma túy vào cuối tháng 11 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an. Thông tin về việc vừa triệt phá đường dây sản xuất vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can tại Việt Nam. Cầm đầu đường dây này là Lưu Trí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Tuyên án này, C04 thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 1,3 tấn ketamin. Nhà chức trách xác định Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, người Đài Loan Trung Quốc là đối tượng cầm đầu đường dây. Tướng viện cho biết, Hoài là cử nhân hóa học, rất giỏi về hóa chất pha chế. Đài Loan là đảo bốn bề là biển. Để chuyển ma túy được vào khu vực này chỉ có thể vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không. Do đó ma túy có giá rất đắt, lên tới 1 tỷ đồng trên 1 kg. Lãnh đạo C04 chia sẻ Hoài lợi dụng dịch COVID-19 để thành lập các nhà máy sản xuất thuốc chữa COVID-19 và thuốc tân dược, từ đó đối tượng nhập các tiền chất để sản xuất ma túy. Đối tượng Hoài đã có vợ con ở Trung Quốc nhưng sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ nước ngoài. Chuyên án vừa triệt phá, cảnh sát đã bắt giữ cả người tình của người này, tướng Viện nói. Ông Viện chia sẻ hiện nay các đối tượng sản xuất ma túy không theo công thức khuôn mẫu nào cả. Một phản ứng hóa học mới là có thể sản xuất được một chất ma túy mới. Lãnh đạo C04 cho biết có những loại ma túy khi cảnh sát bắt giữ mới xác định được cách thức sản xuất của loại ma túy này. Sau khi bắt giữ đối tượng Hoài, lực lượng chức năng xác định tháng 6 vừa rồi có hai container hàng vận đơn thông quan từ cảng cắt Lái thành phố Hồ Chí Minh sang Đài Loan. Hoài khai nhận trong hai công hàng này chứa 500 kg ketamin đã vận chuyển chót lọt sang Đài Loan có giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Sau chuyến hàng này, đầu tháng 9, Hoài cùng đồng bọn tiếp tục thuê kho hàng tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng và mua 100 tấn xi măng tập kết tại đây để giấu ma túy, đưa hàng sang Đài Loan bằng đường biển ngày 22 tháng 9, C04 triển khai lực lượng khám xét và thu giữ 750 kg ketamin chứa trong 30 bao không nhãn mác, đồng thời bắt giữ liều Chí Hoài. Tiếp tục mở rộng vụ án ngày 24 tháng 9, C04 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh, khi đối tượng này đang vận chuyển 22 bao tải chứa 550 kg ketamin về điểm tập kết. Số ma túy này được Khánh giấu trong bình xăng giả và giường nằm của xe khách trên xe. Trước đó, cách đây ít ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây phá chế đóng gói ma túy tổng hợp nước vui quy mô lớn. Đầu năm 2023, Cục C04 phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn sản xuất loại ma túy nêu trên. Các đối tượng mua ma túy và phụ ra từ nước ngoài đưa về Việt Nam đóng trong những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ bên trong chứa ma túy, Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên muốn tìm tòi khám phá sự mới lạ, đại diện Cục C04 cho hay. Xác định tính chất phức tạp của đường dây tiêm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ. Tháng 3 năm 2023, Cục C04 lập chuyên án quyết tâm phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này, không để các đối tượng đầu độc thế hệ trẻ. Sau gần 3 tháng xác minh, Cục C03 làm rõ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, chú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này, cô ta học được công thức pha chế ma túy nước vui. Đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, hoài về nước tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê công ty vận chuyển đưa ma túy phụ ra bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoài giao nhiệm vụ pha trộn đóng gói ma túy cho Mạc Đức Vinh 34 tuổi quê Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long cùng 35 tuổi trú thành phố Hồ Chí Minh. Còn việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh 42 tuổi ở Trà Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 5, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, ban chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm liên quan. Sáng ngày 5 tháng 6, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tàng. Tại hiện trường, công an thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm nhãn Charlie, Deadpool, For You, Coffee, Christy Foods và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột. Sau đó 17 tổ công tác đồng loạt tạm giữ các đối tượng khác, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm cất giấu, pha chế đóng gói ma túy. Kết quả ban chuyên án thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì và nhiều dụng cụ phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói vận chuyển ma túy. Ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng được khoảng 1 tấn ma túy nước vui. Mở rộng vụ án ngày 17 tháng 8, cục C04 bắt giữ bùi trung nguyên 18 tuổi, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp cùng băng truyền, bột, phụ da, bao bì dùng sản xuất, đóng gói ma túy. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750kg ma túy nước vùi. Trong những hùng này thì hùng nào em chưa đủ đó nào? Cái này, cái này có không? Cả hai cái nữa. Dạ. Còn cái này. Không. Trong này là gì? Trong này là gì? Có gì? Có gì không? Nước vui, nước vui lại là là cái gì? Có gì? Nước của em à, nước vui là cái gì? Nước vui gọi là gì? Nước vui là nước ngọt hay là ma túy? Ma túy, ma túy. đúng không? Sai sao? Bây giờ em làm cái gì đào quá Thắng vừa hỏi vừa mở đi thằng ơi Thế bây giờ cái này sẽ dùng thế nào? Ngồi ừ, để để từ tươi tươi nào? Tươi tươi mơ 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 Cô em này bây giờ em bán ra rồi Đó. mấy cái sạch dùng thế nào chứ? Hả? Để, để... Dùng thế nào? Có sao trả lời vậy? À, vậy.

Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. cái về được rồi mình như đổ vô trong cái này đổ vào cái bút bút ở nhỏ nè lấy cái này giúp nhiều quá nhiều quá nhiều quá nước nó có tí xíu nó nước nó có tí xíu cái ống này nè